Bạn tham gia chương trình IGAP nhận 600.000 token USDR. Con này mỗi một lượt ghép là khoảng 150.000 các bạn. 600 USDG của khoảng mười mấy đô gì đó này. Rồi được mình chatbot. Rồi các bạn bấm nút ta, rồi các bạn làm kênh hai kênh, một kênh group, một kênh channel. Rồi các bạn follow Tiger và Nghị Quyết sẽ tự quyết. Rồi các bạn follow Instagram, rồi các bạn bấm vào nút submit via sun. Rồi các bạn điền cái các bạn vào user Telegram của mình, vào setting lấy username Telegram của mình bắt vào, rồi bắt cái username Tiger vào, rồi các bạn bắt cái địa chỉ Instagram của mình vào, nhớ ghi cộng đầu tiên các bạn. Rồi các bạn bấm vào gửi cho nó một cái địa chỉ mail. Sau khi gửi một địa chỉ mail, các bạn vào mail mà lấy cái mã code để mở khóa nha các bạn. Gửi cho nó lại một cái mã code, rồi nó đang mở khóa đang, rồi các bạn bắt địa chỉ với ERC20 vào wallet với chút wallet MetaMask. Rồi các bạn bấm vào balance, các bạn sẽ nhận được 600 token USDG một lượt ghép. Rồi theo thông tin là khoảng 13 đô nha các bạn. Chị video mình kết thúc nha các bạn. Mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn cứ để lại comment bên dưới, mình sẽ trả lời cho các bạn. Vậy chúc các bạn có một buổi tối kiếm thật là nhiều tiền và may mắn bên người thân. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha.